Okay, hello everyone. Today we're gonna read a small little story about Christmas. Okay, so như đã hẹn với mọi người thì bình thường mình không live vào buổi tối thứ hai nhiều, nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ đọc một câu chuyện Giáng sinh bằng tiếng Anh ha. This is the shorter version of the Christmas Carol and the Three Ghosts in Christmas by Charles Dickens, but it was shortened and written so that it's easier for us to read. Câu chuyện này đã được thu gọn và làm ngắn đi để cho nó dễ đọc hơn cho chúng ta. Thế nên những bạn nào muốn một câu chuyện trước giờ đi ngủ thật là nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ cùng đọc Tiny Tim Children's Short Story, A Short Christmas Story by Charles Dickens. Một câu chuyện ngắn dựa trên câu chuyện Christmas Carol của Charles Dickens. Chúng ta biết là câu chuyện Christmas Carol là bài hát mừng Giáng sinh, và hay mình còn thấy là gọi là Christmas Ghost, đúng không ạ, của Charles Dickens. So let's get into this one. There was once a man who did not like Christmas. His name was Scrooge, and he was a hard, sour-tempered man of business, intent only on saving and making money, and caring nothing for anyone. Okay, thì đã từng once, từng có một người đàn ông mà không hề thích Giáng sinh một chút nào. Ông ta tên là Scrooge, và anh ta có là một cái người mà have a hard, sour temper. Sour chúng ta biết là cái vị chua đấy. Temper nói đến tính cách, thì mình hiểu đây là mình sẽ có một cái người tính cách rất là cứng nhắc và là chua chát. Một cái man of business, chúng ta biết là đây là một người làm kinh doanh. Một người làm kinh doanh tính cách rất là khó tính, chua chát. Intent only on. Intent on verb in là có mục tiêu, có ý định để làm gì đó. Thì chỉ có cái ý định là tiết kiệm và làm ra tiền mà thôi, và không hề quan tâm gì đến ai khác đó. He paid the poor, hardworking clerk in his office as little as he could possibly get the work done for, and lived on as little as possible himself, alone, on two dismal rooms. Okay, thế thì anh ta trả cho cái clerk ở đây là người nhân viên. Okay. Thường là những người làm nhân viên trong văn phòng, làm những công việc giấy tờ mọi người ạ. Thì clerk là cái người nhân viên mà rất là hardworking, chăm chỉ và nghèo trong cái văn phòng của anh ấy. As little as, ít nhất có thể, trả ít nhất có thể. Và để mà có thể làm được, để cho cái công việc nó được hoàn thành, trả cái mức thấp nhất mà làm sao công việc nó đã được hoàn thành. Get done for, okay. And live on. To live on something là sống dựa trên cái gì, sống dựa vào một cái khoảng tiền rất là ít ỏi, ít nhất có thể. Bản thân anh ta thì cũng rất là tiết kiệm, không chỉ là trả cho người ta ít mà tự mình sống thì cũng rất là ít, đúng không ạ? Okay. Alright, so, and he lived alone in two dismal rooms. Sống một mình trong hai cái căn phòng. Dismal đây nó rất là ảm đạm. He was never merry or comfortable or happy, and he hated other people to be so. And that was the reason why he hated Christmas, because people will be happy at Christmas, you know, if they possibly can. Anh ta thì chẳng bao giờ là merry, rất là vui tươi hay là thoải mái, comfortable mọi người ha, và vui vẻ hết. Và anh ta ghét những người khác mà có thể làm được việc đó. To be so, so và thường nhắc đến cái thứ đó, cái thứ mà đã được nhắc đến ở trước. Thì ý rằng là anh ta không muốn người khác được vui vẻ. Mình thì không vui vẻ, và anh cũng ghét cái việc là người khác được vui vẻ. Ok. Và đó là lý do, and that was the reason. Đó là lý do mà vì sao anh ta ghét Giáng sinh. Bởi vì mọi người thì sẽ vui vẻ vào Giáng sinh, đúng không ạ? You know, nếu mà họ có thể, possibly can, okay. Well, it was Christmas Eve, a very cold and foggy one, and Mr. Scrooge, having given his poor clerks unwilling permissions to spend Christmas Day at home, locked up his office and went home himself in a very bad temper. So, chúng ta thấy rằng là
Ok, hello Trung Hiếu. Hôm nay đấy, như cô nói là bình thường thỉnh thoảng ví dụ vào mùa Giáng sinh ấy thì chúng ta có một vài những cái buổi đọc mà nó hơi khác với bình thường một chút để đọc những câu chuyện vui vẻ hơn như là chuyện Giáng sinh chẳng hạn, nó dễ dễ hơn cho mọi người cùng đọc này. Ok, thế thì chúng ta thấy rằng là Christmas Eve nghĩa là đêm Giáng sinh, là cái đêm mà của một cái đêm long trọng đấy mình hay gọi là Eve, ví dụ như là New Year Eve thì cũng là đêm giao thừa mọi người ha. Thì ở đây đây là đang là đêm Giáng sinh, một cái đêm mà rất là foggy, ở đây là nhiều sương và rất là lạnh. Và Mr. Scrooge thì give somebody permissions là đưa cho ai, gọi cho phép ai cái gì? Cho phép cái người nhân viên rất là tội nghiệp, poor, nó không chỉ là nghèo mọi người ha, nó còn có nghĩa là tội nghiệp nữa. Cái người nhân viên rất là tội nghiệp, một cái sự cho phép mà nó cũng không được thoải mái, nó không theo cái ý muốn của ông ta lắm, để mà dành cái ngày Giáng sinh này ở nhà. Spend something somewhere, spend time somewhere, dành thời gian đâu, dành thời gian ở nhà. Locked up his office, khóa cái cửa văn phòng lại và cũng tự về nhà ở với một cái trạng thái, một cái tâm trạng rất là khó chịu. After having taken some gruel, as he sat over a miserable fire in his dismal room, he got into bed and had some wonderful and disagreeable dreams, to which we will leave him whilst we see how Tiny Tim, the son of his poor cook, spent Christmas Day. So, thế thì sau khi mà đã ăn, đã take ở đây, chúng ta hiểu là đã có hoặc là đã ăn một chút cái gruel, đây là cái cháo yến mạch mọi người ha, cái loại cháo rất là loãng luôn đấy. Thì anh ta sat over, ngồi bên một cái đám lửa rất là miserable. Đây bình thường mình biết cái từ này nó có nghĩa là khổ sở đúng không ạ? Thì có nghĩa là cái đám lửa này nó khá là le lói và trong cái căn phòng phòng rất là ảm đạm của mình. Sau đó thì anh ta đi vào giường và có một số những cái giấc mơ mà nó khá là disagreeable. Disagree mình biết là không đồng ý tình đúng không? Thì disagreeable nghĩa là nó khá là khó chịu, nó khá là gây cho người ta cái sự không không vừa lòng. Và wonderful ở đây thì bình thường mình biết là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng có nghĩa là khó tin và nó khá là lạ nữa. Thì đây những cái giấc mơ này nó khó chịu và nó khá là lạ, nó rất là đặc biệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để anh ta ở đây trong khi mà chúng ta sẽ xem là Tiny Tim, cái bạn Tim nhỏ bé, người con trai của cái nhân viên này thì dành cái ngày Christmas như thế nào, dành ngày Giáng sinh như thế nào. The name of his clerk was Bob Cratchit. He had a wife and five other children beside him, who was a weak and delicate little cripple, gentle and patient and loving, with a sweet face of his own, which no one could help looking at. Okay, so cái tên của người nhân viên này là Bob Cratchit, thì anh ta có một người vợ và năm người con khác ngoài cái bạn team này. Cái cậu bé Tim này, người mà rất là yếu và là một cripple, ở đây là cái người mà thường là bị què quặt, có một cái chứng què chân hay là tay như thế nào đó. Và delicate ở đây có nghĩa là rất là mỏng manh, nghĩa là ở đây cái cậu bé này là cậu ấy có một chút khiếm khuyết về cơ thể và rất là mỏng manh và yếu đuối. Okay, cậu bé đấy cũng rất là nhẹ nhàng, gentle and patient and loving, rất là nhẹ nhàng, rất là kiên trì và đầy tình yêu thương nữa, patience. With a sweet face of his own, okay, với cái gương mặt rất là ngọt ngào mà không ai có thể help verbing cannot hoặc là no one could help verbing là không thể ngừng làm gì được. Help ở đây không phải là giúp đỡ nữa mọi người nha, mà không thể ngừng được, nhất là trong những cái trường hợp ví dụ như là mình đáng nhẽ không nên làm thế nhưng mà mình cứ cố gắng và mình không thể ngăn mình khỏi làm việc gì đấy thì chúng ta help verbing. Ví dụ như là trong một cái lớp học rất là nghiêm túc và mình biết rằng mình không nên cười nhưng mà cậu bạn này chọc cười mình ghê quá, thế xong mình nói là oh it's so silly, I can't help laughing, nó quá là ngu ngốc, nó ngốc nghếch, tôi không thể nào mà ngăn bản thân mình khỏi cái việc cười được ấy. Thì đấy, cái help verbing ở đây nó là như thế mọi người ha. Alright, let's move on to the next one.
It was Mr. Cratchit's delight to carry his little boy out on his shoulders to see the shops and the people, and today he had taken him to church for the first time. Ok, delight, một cái sự rất là thích thú, đó là một cái ông Cratchit này thì rất là yêu thích cái việc là mang cái người con bé nhỏ của mình trên cái vai và đi trên vai của mình và để đi ngắm nhìn những cái cửa hàng cũng như là mọi người. Và ngày hôm nay thì anh ta đưa cậu bé đến nhà thờ lần đầu tiên, for the first time. Whatever has got your precious father and your brother Tim, Tiny Tim, exclaimed Mrs. Cratchit. Here's dinner all ready to be dished up. Okay, here's dinner all ready to be dished up. I've never known him to be so late on Christmas Day before. Oh, whatever got... ở đây là như kiểu là người ta đang, đây là câu cảm thán mọi người ha, người ta exclaim lên, cái chuyện gì xảy ra, got, chuyện gì xảy ra, kiểu như có cái vấn đề gì với whatever got somebody nhá, có vấn đề gì xảy ra với cái người cha tuyệt vời, rất là quý giá và anh trai, em trai Tiny Tim của Tim bé nhỏ của con vậy, đang nói với các những đứa con khác là exclaim này, cảm thán, bà Cratchit cảm thán. Bữa tối thì đã rất là, bữa tối thì sẵn sàng để được dọn lên rồi. Mà mẹ thì chưa bao giờ thấy bố con thật bị muộn như vậy trong ngày Giáng sinh trước đây. Ok, right. Ok, để chuyển cho mọi người nhìn rõ hơn ha. Ok, hello mọi người. Linh. Hôm nay, tuần này, riêng tuần này thì mình live thứ hai. Bình thường thì mình sẽ live, nghĩa là cố định nhất thì là thứ tư và thứ sáu từ 10 đến 11 giờ để đọc sách về chủ nghĩa khắc kỷ. Và buổi trưa thì mình sẽ live lúc 11 rưỡi đến 12 rưỡi thứ ba và thứ năm để đọc báo liên quan đến kinh tế chính trị, để cho nó khác biệt một chút cho mọi người tham khảo ha. Thì... đó, tại vì thứ hai và thứ bảy đôi khi mình cũng live, nhưng vì lịch nó không cố định được nên không dám hứa trước với mọi người. Thì thỉnh thoảng mình sẽ đăng trên story. Thì hôm nay là vì sắp đến Christmas nên mình có live một chút cho mọi người xem. Và sáng thứ bảy tuần này lúc 10 giờ thì mình cũng sẽ live ha. Ok, và nếu sắp tới mình có thể sắp xếp được lịch thì mình cũng sẽ cố gắng là live nhiều hơn cùng với mọi người, cả thứ hai các thứ nữa nhé. Ok. So let's get into this one. Okay, here he is, mother, cried Belinda, and here he is, cried the other children. As Mr. Cratchit came in, his long comforter hanging 3 feet from under his threadbare coat, for cold as it was, the poor clothes has no top coat. Tiny Tim was perched on his father's shoulder. Okay, so, oh, bố đây rồi mẹ ơi, Belinda, kiểu như là cry, đây không phải là khóc mọi người ha, mà kiểu như là kêu lên mọi người ạ. Bố về rồi. Những đứa trẻ khác thì cũng kêu lên như vậy khi mà ông Cratchit đi vào trong nhà. Và cái comforter đây thì nó có hai ý nghĩa mọi người ha. Nó có thể là cái chăn bông hoặc là nó có thể là cái khăn choàng. Thì ở đây mình sẽ thấy nó là khăn choàng phù hợp hơn ha. Cái khăn choàng mà rất là dài của anh ấy thì nó đang treo đằng 3 feet from under his threadbare coat. Nó đang treo ở 3 feet mà ở dưới những cái áo mà đang bị trần ngoài á, bị đưa đằng, nó khá là nó bị lộ ra, cái áo bị lộ ra của anh ấy, bởi vì mặc dù for cold as it was, trời thì lạnh như vậy. Ở đây người ta đảo cái cold lên đầu, không phải it was cold nữa mà cold as it was, để nhấn mạnh rằng là mặc dù rất là lạnh nhưng mà chuyện gì thì xảy ra. Ok, đó, thế thì mặc dù trời rất là lạnh nhưng mà người nhân viên nghèo khổ rất là tội nghiệp này thì không có cái áo khoác ngoài. A top coat, coat đây là một cái này cũng chuyện hơi cũ rồi, ngày xưa người ta có là inner coat xong lại còn top coat, coat, sorry mọi người, nhắc đi nhắc lại thỉnh thoảng nó hơi bị glitch. Ok, thế thì đó, nó còn áo khoác trong, áo khoác ngoài nữa, thì cái top coat ở đây là áo khoác ngoài mọi người ha. Tiny Tim was perched on
perch là đậu ở trên hay là ở cao ở một chỗ cao nào đấy, ở trên chỗ cao nào đấy thì Tiny Tim thì đang ngồi ở trên cái vai của bố mình. And how did Tim behave? Asked Mr. Cratchit. Thế Tim thì hành xử như thế nào? Đó, hỏi về con trai mình hành xử có ok không, đúng không ạ? As good as a girl and better, replied his father. He told me coming home that he hoped the people in church who saw he was a cripple would be pleased to remember on Christmas Day who it was who made the lame to walk. Okay, right. Thế thì as good as gold, tốt như là một thỏi vàng đúng không? Rất là tuyệt vời và thậm chí còn tốt hơn nữa. Trả lời cái cha của anh ấy thì trả lời như vậy, cha cậu bé này trả lời như vậy. Con nói với cả anh, đang nói vợ nữa, con nói với anh khi mà trở về nhà rằng là cậu bé hy vọng rằng là mọi người ở nhà thờ, những người mà nhìn thấy rằng là cậu bé này là một cripple, nghĩa là đấy, chúng ta người gọi bị tàn tật, người bị có vấn đề về các chi nhá, mọi người tay chân á, bị tê liệt á, thì sẽ hài lòng, pleased, đã được to be pleased là được hài lòng hay là thoải mái khi mà nhớ rằng vào trong ngày Giáng sinh ấy, thì who it was who made the lame to work, ai là cái người mà có thể khiến cho những người tàn tật có thể bước đi, ý rằng là cái sự xuất hiện của mình sẽ nhắc nhở mọi người đến Chúa kiểu như vậy. Anyway là nói chung là một cậu bé rất là lương thiện và rất là tốt. Okay. Bless his sweet heart, said the mother in a trembling voice. Okay, Chúa phù hộ cho trái tim ngọt ngào của thằng bé. Người mẹ nói với một cái giọng mà nó run run ấy, trembling. Okay. Dinner was waiting to be dished up. Mrs. Cratchit proudly placed a goose upon the table. Belinda brought in the apple sauce and Peter mashed potatoes. The other children set chairs. Tim's, as usual, close to his father's. And Tim was so excited that he rapped the table with his knife and carried hurrah. Ok, thì chúng ta đang đọc một đoạn hơi dài một chút nhưng mà mình muốn cho mọi người xem qua luôn một cái khung cảnh mà nó không bị disrupted về cái gọi là buổi lễ Giáng sinh này, thì dinner đang buổi bữa tối thì đang được chờ để mà dọn lên dish up. Bà Cratchit thì rất là tự hào đặt lên trên bàn đấy, upon the table, lên trên cái gì, đặt lên trên bàn một con ngỗng. Belinda brought in, mang vào, apple sauce nghĩa là cái sốt táo. Và Peter ở đây không có động từ nhưng mình hiểu là nó lặp lại y hệt cái hành động bên trên. Thế nên là người ta chỉ có Peter cộng với mashed potato, nghĩa là Peter mang vào cái khoai tây nghiền. Ok. Những đứa trẻ khác thì gọi là sắp xếp ghế đấy, set chairs. Teams as usual, như bình thường thì Tim thì vẫn ở gần với ba của mình. Và Tim thì rất là hào hứng, so excited that, quá như thế nào đến mức so that, đúng không ạ? Quá là hào hứng đến mức mà anh ta rapped, ở đây là gọi là cậu bé thì gọi là rap là đập mạnh xuống cái bàn ấy hoặc là đánh ấy, đập xuống cái bàn với cả con dao của mình và hét lên và gọi là hơi hét lên một chút là hurrah, đúng không? After the goose came the pudding, all ablaze with its sprig of holly in the middle, and was eaten to the last morsels. Then the apples and orange were set upon the table, and a sorrowful of chestnuts on the fire, and Mr. Cratchit served around some hot sweet stuff out of a jug as they closed around the fire and said, "A Merry Christmas to all of us, my dears. God bless us." So, sau cái con ngỗng đúng không? After the goose came the pudding. Nghĩa là sau khi mà có con ngỗng này rồi thì sau đó lại được bày ra thêm là cái pudding. Sau cái gì thì đến cái gì? After something came hoặc là come something. Sau con ngỗng thì đến là bánh pudding. All a place ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng là bình thường nó sẽ là cháy sáng lên, ở đây nghĩa là nó tỏa sáng, nó lấp lánh, nó rất là tuyệt vời. Ok, với cái
Sprig of Holly, đây là một cái cành nhựa ruồi ở ngay giữa. Cái bánh này thì nó hay có cành nhựa ruồi để trang trí vào dịp lễ Giáng sinh ấy mọi người. Ok. And was eaten to the last morsels. Ăn đến miếng cuối cùng mọi người ha, và được ăn đến cái từng cái miếng cuối cùng. Ok. Sau đó thì chúng ta có táo này, có cam này. Sau đó thì táo và cam thì được đặt lên trên bàn. Và a shovel là cái xẻng mọi người, đây là và một cái xẻng đầy những cái hạt rẻ vào cái đám lửa. Ngày xưa thì người ta vẫn gọi là nướng hạt rẻ cho cái việc là người ta gọi đưa lên trên cái lò lửa đấy, đúng không ạ? Và ông Cratchit serve around là mang đi để phân phát cho mọi người, mình hiểu là như kiểu là serve bình thường là phục vụ đúng không ạ? Nghĩa là phục vụ mọi người, rót cho mọi người một cái đồ uống nóng và ngọt ngào khỏi một cái bình mà khi mà họ ngồi gần đến cái đám lửa và nói rằng là chúc mừng Giáng sinh vui vẻ cho tất cả chúng ta, my dears, kiểu là những cái người mà tôi yêu thương đấy ạ, Chúa phù hộ cho chúng ta. God bless us everyone, equal team, tiny team. And then they drank each other's health, and Mr. Cruz's health, and told stories and sang songs. Ok, Chúa phù hộ chúng ta, tất cả mọi người. Echo ở đây là vọng lại đấy, nghĩa là nhắc lại ở đây, nghĩa là tiny team, các bạn tiny team này thì bạn ấy nhắc lại những lời này. Và sau đó thì họ drank. Thực ra bây giờ đây cái lối văn này nó hơi cổ điển một chút mọi người ạ, tại vì là của Charles Dickens mà. Nhưng mà mình sẽ hay có ở hiện đại thì văn viết hiện đại mình hay có là drank hay là drink, đúng không? Đây quá khứ là mình sẽ drink. Drink for something là uống vì cái gì, thì người ta uống để chúc tụng, uống vì là sức khỏe của nhau, uống để chúc cho sức khỏe ở nhà của nhau đấy, đúng không ạ? Ok. Và cũng uống mừng chúc, và thậm chí còn chúc chúc cho sức khỏe của Mr. Scrooge, là một cái người mà khá là keo kiệt và không trả lương cao, nhưng mà cũng chúc mừng cho ông ta đấy, đúng không ạ? Và sau đó thì kể chuyện và hát những cái bài hát. Ok. Có một live chế độ màn hình ngang, cảm ơn bạn đã gợi ý mình sẽ nghiên cứu về cái việc này. Sorry mọi người, hôm nay chữ nó hơi bé một chút. Bình thường thì mình sẽ để ở những cái định dạng, chọn những cái văn bản mà nó dạng nó to hơn. Tuy nhiên là hôm nay thì đọc một cái bài khá là khác so với bình thường, đấy là câu chuyện Giáng sinh. Không phải là cái quyển hay mình thường mình hay dùng trên Kindle ấy, thì nó sẽ dễ đọc hơn. Thế thì hôm nay nó hơi khó đọc một chút, nó hơi bé một chút, mọi người sẽ cố gắng cùng với mình nhá. Ok. À, ok, giới thiệu cho mọi người cái này nó rất là hay ho nhá. Ở đây mình sẽ có trang tên là freeshortstories.org.uk, nghĩa là những trang trang truyện ngắn của Anh này. Thì mọi người có thể vào cái trang này và nó có rất nhiều câu chuyện ngắn là miễn phí, mọi người đọc được rất là thoải mái. Và cái trình độ của nó thì cũng khá là dễ cho mọi người đọc ha. Đó, thế thì quên mất, đáng lẽ phải giới thiệu từ đầu với mọi người. Đó, mọi người có thể lên những cái trang như này. Thỉnh thoảng mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái trang như thế này, mọi người đọc nó khá là, nó vừa dễ mà nó cũng không phải là kiểu quá là nhạt nhẽo như kiểu là chỉ là chuyện thiếu nhi thông thường. Đây cũng là từ một tác phẩm cổ điển mà ra, đúng không ạ? Okay, so let's get on with our reading today, right? Now, in one of Mr. Scrooge's dreams on Christmas Eve, a Christmas spirit showed him his closed home. He saw them all, heard them during his health, and he took special note of Tiny Tim himself. Okay, thế thì bây giờ trong một trong những cái giấc mơ của ông, của ngài Scrooge ấy, vào đêm Giáng sinh, Christmas Eve, là đêm Giáng sinh đúng không ạ? Thì một cái linh hồn Giáng sinh đã cho anh ta thấy, show cho ai thấy điều gì đúng không? Cho anh ta thấy ngôi nhà của cái người nhân viên của anh ta. Và ông ta thấy tất cả mọi người, họ uống vì sức khỏe của ông ấy đúng không? Uống chúc mừng, uống chúc cho sức khỏe của ông ấy. Và ông ấy took special note of something, took note of something là đặc biệt chú ý hoặc chú ý đến điều gì. Đặc biệt chú ý đến bạn cái cậu bé Tiny Tim, là cậu Tim vô cùng bé nhỏ, tiny đúng không ạ? Ok. Ôi, tự bài này từ vựng khó ấy hả?
Ok, maybe là nó không không quen và không nằm trong cái nhóm từ vựng mà mình hay tiếp xúc thôi, đúng không? Và dĩ nhiên là có một số câu văn này nó hơi cũ cũ một chút, như kiểu là drink này, đúng không? Drink his health thì mình bình thường mình hay dùng là drink to something, ok? How Mr. Scrooge spent Christmas Day, we do not know. But on Christmas night, he had more dreams, and the spirit took him again to his close poor home. Cái ông Scrooge này dành cái ngày Giáng sinh của mình như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà trong đêm Giáng sinh ấy, thì anh ta có nhiều hơn, có khá là nhiều giấc mơ, có nhiều hơn nhiều giấc mơ hơn nữa. Và cái linh hồn Giáng sinh, cái linh hồn đó thì đưa anh ta để một lần nữa đến cái căn nhà rất là nghèo khó của người người nhân viên này. Upstairs, the father, with his face hidden in his hands, sat beside a little bed, on which lay a tiny figure, white and still. Tiny Tim died because his father was too poor to give him what was necessary to make him well. You keep him poor, said the dream spirit to Mr. Scrooge. Ok, thế thì ở trên tầng, cái người cha với cái khuôn mặt là giấu trong tay của mình, nghĩa là người ta dùng tay để che mặt, đúng không ạ? Thì ngồi bên cạnh một chiếc giường rất là bé, và trên đó, trên cái chiếc giường đó, on which đấy, thì có một lay, ở đây là nằm, đúng không? Được để nằm đó, thì có một cái hình, thân hình rất là bé, figure đây, thân hình rất là bé, trắng và rất là im lặng. Still ở đây nó không phải là vẫn còn mà là im lặng, keep still, giữ im lặng, nghĩa là yên ắng, không có một hành động, không có một cái cử chỉ gì. Tiny Tim died because his father was too poor to give him what was necessary to make him well. Tiny Tim đã qua đời bởi vì là bố của anh ta, của cậu bé thì quá là nghèo để có thể cho cậu cái những cái thứ cần thiết để mà khiến cậu có thể khỏe lên. Và ông chính là người khiến cho bố của cậu bé, khiến cho cái người đàn ông này nghèo khó. Đây là lời nói của cái linh hồn trong mơ đến với cả ông Scrooge. The father kissed the cold little face on the bed and went downstairs where the spray of holly still remained about the humble room, and taking his hat, went out with a wistful glance at the little crutch in the corner as he shut the door. Ok. Đó, thế thì người cha này hôn cái gương mặt nhỏ và lạnh trên giường và đi xuống dưới tầng, nơi mà cái gọi là cái hương mùi vị của cái cành nhựa thông, cái cành nhựa ruồi hôm qua đấy vẫn còn giữ lại, remain about, giữ lại quanh đâu đó, quanh cái căn phòng rất là khiêm tốn. Và sau đó anh ta lấy cái mũ đi ra ngoài, and go out, and went out. Okay. With a wistful glance at the little crutch in the corner as he shut the door. Với một cái nhìn rất là thương tiếc với cái chiếc gậy crutch ở đây. Thường là ví dụ đấy, cậu bé này bị què đúng không ạ? Thì cậu ấy có một chiếc gậy, thì là bên người cha nhìn rất là buồn bã vào cái chiếc gậy ở trong góc của căn phòng, khi mà ông ta ở trong cái góc phòng khi mà anh ta đóng cửa lại. Mr. Scrooge saw all this, but wonderful to relate, he woke the next morning feeling as he had never felt in his life before. Thế thì Mr. Scrooge thì nhìn thấy tất cả những cái điều này, và wonderful to relate. Và ở đây wonderful mình biết là hay biết là tuyệt diệu, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây mình sẽ hiểu rằng là rất là ngạc nhiên, rất là kinh ngạc, là anh ta có thể bắt đầu cảm thấy là kết nối được với cái câu chuyện này, và anh ta tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, có những cái cảm giác, cảm thấy như là anh ta chưa bao giờ từng cảm thấy trong cuộc đời trước đây, cuộc đời mình trước đây. Ok. Why, I am as light as a feather, and as happy as an angel, and as merry as a schoolboy, he said himself. I hope everybody a Merry Christmas, and here's Happy New Year to all the world. Ôi, vì sao thế này? Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi nhẹ như là một cái chiếc lông, và hạnh phúc như một thiên thần, và vui tươi như là một cậu bé, school boy, cậu bé đang ở tuổi đi học ha. Anh ta tự nói, ông ta tự nói với bản thân mình, tôi hy vọng tất cả mọi người có một Giáng sinh thật là vui vẻ, và chúc mừng năm mới cho tất cả thế giới đó.
Poor pop crutches crept into the office a few minutes late, expecting to be scolded for it. But his master was there with his back to a good fire and actually smiling, and he shook hands with his clerk, telling him heartily he was going to raise his salary and asking quite affectionately after Tiny Tim. Okay. Và cái ông Bob Cratchit tội nghiệp thì crept into nghĩa là họ gọi là lẩn vào trong đâu đấy, nghĩa là rất là cẩn thận, muốn đi rất là nhẹ nhàng vào trong văn phòng bởi vì là ông ta đã bị muộn một vài phút, đúng không? Đi vào muộn một vài phút và kỳ vọng và nghĩ rằng là mình sẽ bị mắng, scold, sẽ bị mắng bởi vì cái việc đó. Nhưng mà chủ nhân, master ở đây là người ông chủ hoặc là chủ nhân, nhưng mà ông chủ đã ở đó với cái back to a good fire, có quay lưng lại với một lò lửa rất là lớn, và hóa ra thì lại đang cười. Ok, anh ta shook hands, bắt tay, đúng không ạ? Bắt tay với cả người nhân viên của mình và nói với anh ta một cách rất là chân thành, heartily. Ở đây chúng ta sẽ là làm gì một cách chân thành, heartily, heart là trái tim đấy, đúng không? Nói một cách rất chân thành là anh ta sẽ tăng lương, tăng cái lương của người nhân viên này, và hỏi một cách rất là nồng nhiệt, affectionately, rất là nồng nhiệt về cậu bé Tim nhỏ bé. And might you make up a good fire in your room before you set to work, Bob, he said, as he closed his own door. Và hãy làm một cái đống lửa thật là tốt, một cái lò sưởi thật là tốt trong phòng của mình trước khi mà bắt đầu làm việc nhé, Bob. Bình thường thì rất là tằn tiện, đúng không ạ? Rất là khắt khe hà khắc, mà bây giờ tự dưng bảo là hãy đốt lửa, đốt một đống lửa to. Ông ấy nói trước khi mà đóng cái căn cửa phòng của chính mình. Bob could hardly believe his eyes and ears, but it all was true. Such doing as they had on New Year's Day had never seen before in the Cratchit home, nor such turkey as Mr. Scrooge sent them for dinner. Okay. Bob thì không thể nào mà tin nổi, hardly, gần như không thể tin được vào tai và mắt và tai của mình, nhưng mà tất cả những cái thứ đấy thì đều là sự thật. Những cái việc đó, such doing, những cái thứ như vậy, những cái việc như mà họ có trong cái ngày năm mới thì chưa bao giờ được thấy trước đây trong căn nhà của cái gia đình Cratchit này. Hay là họ cũng chưa bao giờ họ cũng chưa bao giờ thấy một cái con gà Tây, turkey, như là cái con mà Mr. Scrooge đã gửi cho họ cho bữa tối. Tiny Tim had his share too, for Tiny Tim did not die, not a bit of it. Okay. Và Tiny Tim, cậu bé Tim nhỏ bé thì cũng có phần của mình. Bởi vì Tiny Tim thì Tim nhỏ bé này thực ra hóa ra là chưa hề qua đời. Đấy chỉ là một cái tương lai, nếu mà cái ông Scrooge này vẫn tiếp tục là cho người nhân viên này mức lương thấp thì sẽ bị thế thôi, đúng không ạ? Còn thực ra thì chưa, ok. Và không, hoàn toàn không, not a bit of it. Mr. Scrooge was a second father to him from that day. He wanted for nothing and grew up strong and hearty. Ok. Và Mr. Scrooge thì đã trở thành một cái người cha thứ hai của cậu bé này kể từ ngày đó. Và anh ta thì không muốn thứ gì hơn. He wanted for nothing. Và dần dần thì đã càng grow up đấy, đúng không? Quá khứ của grow up and grew up, đã trưởng thành, trở nên mạnh mẽ và rất là tốt bụng. Mr. Scrooge loved him, and well he might, for was it not Tiny Tim who had unconsciously, through the Christmas dream spirit, touched his heart and caused him to become a good and happy man? Okay. Và Mr. Scrooge thì rất là yêu thương cậu bé này, và well he might, anh ta nên như vậy, bởi vì, for đây là bởi vì nhá, was is not, lại nhấn mạnh là chẳng phải, bởi vì Tiny Tim, người mà unconsciously, một cách conscious, mình biết là khi mà mình có ý thức mình làm gì ấy, unconsciously là làm cái điều gì mà mình không hề có ý thức về việc đấy, một cách rất là không ý thức, rất là tình cờ, qua cái tinh thần trong giấc mơ của Giáng sinh ấy, thì đã chạm đến trái tim khô cứng của người này, touch
somebody heart, chạm đến trái tim của ai đấy, the heart heart đấy đúng không ạ? Và khiến cho ông ta trở thành một người hạnh phúc và tốt đúng không ạ? Một người vừa tốt vừa vui vẻ. Alright. Hello mọi người. Mình thì khá là bận, thì hôm nay thứ hai mình có thời gian nên mình đọc cái câu chuyện Giáng sinh theo mùa mọi người ha. Bình thường lịch live của mình cố định thì sẽ là tối thứ tư và thứ sáu từ 10:10 đến khoảng tầm 1-2 tiếng gì đấy, đến khi hết bài thì thôi. Và buổi trưa thì mình sẽ đọc báo về kinh tế xã hội, những cái báo rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, báo tiếng Anh mọi người ha. Thì từ 11 giờ trưa trở đi. Còn mình sẽ cố gắng là đọc ví dụ buổi tối, tối thứ hai hoặc là trưa chủ nhật, trưa thứ bảy, sorry, tối thứ hai hoặc là trưa thứ bảy. Nếu mà mình có thời gian thì mình cũng sẽ ngồi đọc một số những cái câu chuyện ngắn như thế này cùng mọi người. Anyway, hôm nay chúng ta đã cùng đọc câu chuyện một cái version, nghĩa là có ba giấc mơ trong cái gọi là Christmas Carol của Charles Dickens ấy, đúng không? Thì chúng ta đã đọc một phần 3 trong số đó. Nếu mọi người quan tâm đến những chủ đề này thì mọi người có thể comment và mình sẽ cố gắng làm những buổi như thế này để đọc tiếp những phần sau cho mọi người, những câu chuyện liên quan đến Giáng sinh trong mùa lễ hội của chúng ta nhé. Ok, thanks everybody for being here today. It's so nice to be here with all of you and reading this lovely story. So if you interested in reading books or reading news, you can follow me and also comment it. Also comment whatever kind of genres or books that you want to read. But now we will say goodbye. Have a great night. Some sweet dreams. And I see you later. Ok, nếu mà mọi người muốn đọc báo tiếng Anh thì xin hẹn gặp lại mọi người vào 11 giờ trưa ngày mai nhé. Ok, good night everyone. See you real soon. 11 rưỡi. Ok, 11 rưỡi trưa ha.